Trận đấu thứ vâng, trận đấu đầu tiên. Quân. Rất nhiều những cái tên dài dài. Baby của game thủ chim sẻ ở trong trận đấu này và ở khu vực mà dường như sẽ có thể có kẹt chặt. Ban Hưởng là người được cầm pan. Minhoan trong tay của game thủ U98. Và cuối cùng là Baby Lon cậu Hưởng. Baby Lon của game thủ Mạnh Hào. Trong khi đó thì phía bên kia pan trong tay game thủ Cam Quýt. Trận đấu này là một trận đấu mà cậu Hưởng thấy người cân với Cam Quýt, nhưng đội bạn có full của Dung Thứ. Baby Lon trong tay game thủ Tí và Sumerian tới từ game thủ Tếu. Như vậy là Quân trong trận đấu này thì dường như bên phía đội bạn sẽ có một chút lợi thế hơn với việc có full. Bên mình U98 ở trên góc 12 giờ, nhưng cái vị trí này là một vị trí đang tương đối ổn khi mà 98 là người có thể đánh được cung A. Đây là một trận đấu mà 98 là người có thể đánh được cung A. Còn Hào sẽ người đánh tại nhà và chém kẹp xong. Dâng luôn à? Hào dẫn người dâng chéo xong và chém kẹp xong. Quên nhầm, tưởng là anh cầm pan. Thế chim sẻ đánh gì em? Cung cung nó là hay chém? Như vậy chim sẻ sẽ đánh một lối đánh, đó là cung tự đỡ. Hào dẫn người dâng sang phía bên này và phải chém nhà kẹp xong để người đủ 98 thể lên được cung A khỏe và bên kia. Nhưng điều quan trọng là trong trận đấu này thì cần phải dò kỹ từ giữa hai nhà để chắc chắn ta biết được rằng là có nhà kẹp xăm, chắc may là không có kẹp xăm thì tù lắm. Thì có xe giò đẩy lên cho 11 trên 16 bằng máy của game thủ chim sẻ. Sẽ là một trận đấu dâng sâu một chút tới game thủ Mạnh Hào. Đây rồi, hai voi dành cho sẻ và là ba voi, bốn voi dành cho chim sẻ đi nắng. Khá là hợp lý rồi, đang tương đối ổn dành cho sẻ. Quả đầu thì hơi xấu đi nhưng mà vấn đề là có yêu về sớm mấy. Đây này cũng bằng dân đấy, cũng có chậm dân đâu. Ok, bằng dân anh sẻ 15 cộng chậm nửa dân thôi, không vấn đề gì được rồi. Máy máy tới từ game thủ Mạnh Hào. Đây là một trận đấu mà Hào cũng rất nhiên cần phải có được sự đổi biến. Còn 98 là người khung nhà vào được rồi. Đừng dùng bài truyền thống của em đánh trong trận này là được. Đừng như thói quen, tôi cần một bài ít nhất là 11 kích dành cho 98. Và có một bài lên khi lên đời 3 xong lực phải khỏe. Bài của game thủ Mạnh Hào là một bài rất khỏe rồi. Theo tin Hào báo về là đã có hai quả phụ trong trận này. Như vậy là bài của Hào và bài của Sẻ đang là tương đối ổn. Đây là máy của game thủ U98 có con voi thứ hai đưa về. 21 dân. Đây là con voi thứ hai dành cho 98. Có quả phụ chưa? Đánh cung A thì quả phụ cũng rất quan trọng. Sẽ khiến cho lực của game thủ U98 ở mức khỏe. Thêm một e nữa. Nhà đang tương đối nhiều rừng rồi. Cái thế này là thế nhà đánh cung A đẹp luôn. Dành cho game thủ U98. Như vậy theo tin báo về là tễu độc cánh của Hưởng. Vẫn đang thiếu một chút đồ dành cho game thủ U98. Chị Nam đang thiếu đồ nhá. Hy vọng rằng khi mà tôi quay lại thì chị Nam có thể kích ở trong 11. Quay trở lại với máy của game thủ chim sẻ. Đây là con voi thứ 3. Cố lên nào. Sẻ ra người đánh chém. Và Hào cũng sẽ người đánh chém nốt. 84 với 25 năm dần. Như vậy là kích đời ở cuối 10. Con voi tiếp theo. Đây là con voi thứ 4 dành cho chim sẻ. Hào bắt đầu đi dần chưa? Màn hình máy của game thủ Mạnh Hào đã bắt đầu đi dần. Một bãi quả không ăn được. Chẳng lẽ đóng ở đây. Nhìn tưởng ngon mà hóa ra thành tù vãi chày dành cho game thủ Mạnh Hào. Đội bạn theo tin báo về là có nhà trên một lần gặp 5. Dường như gặp game thủ Cam Quýt. Nếu như Cam Quýt là người kẹp xăm thì thực sự đó là pan. Đấy, gặp 5 rồi chưa? Đúng rồi. Như vậy là pan kẹp xăm, một vị trí quá nguy hiểm. Hy vọng rằng Quýt lên đời không đột biến. Vành máy của game thủ chim sẻ thôi. Vậy theo tin báo về trận đấu này thì mỗi cậu Hưởng lên đời rồi. Theo tin báo về 1 năm lên đời là rất sớm. Căng nhá.
Không, thực ra thì nó cũng chỉ tích ở khoảng 10-20 thôi, không phải sớm lắm đâu. Đây một trận đấu một quýt kèm xăm cầm pan mà chỉ kích được khoảng 10-20 thôi. Chúng ta sẽ thông tin báo về, sẽ chọc chéo về luôn để đảm bảo chắc chắn rằng Kuma Minoan của chúng ta sẽ có được một bài khỏe. Hào kích ở phút 11 càng nha. Phải đảm bảo một điều rằng là quýt không có được sát thương quá nhiều khi kèm xăm và là cầm pan. Con giò của game của chim sẻ chạy ngược về phía bên nhà của phần sân của chúng ta khi có game đổ tam quýt. Vẫn còn một vòi nữa, nhưng có lẽ là sẽ không có tay để có thể câu về dành cho chim sẻ. Quả đầu của sẻ đang là tương đối xấu. Nhà của nó chơi lơ kia rồi. Đây là quýt. Như vậy là 6 là người đi dâng nếu tôi không nhầm. Có một con cung tê bắn ở nhà cậu Hưởng đang là rất sớm. Bắn mãi vàng của cậu Hưởng đang là rất sớm. Như vậy là 5 chọc kẹp xăm. Phải chăng là ở đầu cánh của game thủ Tam Quýt là một nhà đánh cung? Và đó là game thủ 7 Tí. Tí là người cầm baby đánh cung rồi trong trận đấu này, và rất có thể là Tí sẽ người ở đầu cánh của nhà đầu cánh của game thủ chim sẻ. Hai lời nó vẫn đều và có nguyên một bãi quả theo game thủ Tam Quýt. Đây là một trận đấu mà Quýt sẽ đang là khỏe, đang tương đối căng. Hào ăn dân của Cam Quýt không? Bây giờ Hào có turn đầu tiên thì Quýt đã đang chuẩn bị ra turn thứ hai. Hào chậm hơn đúng một turn làm đà so với game thủ Cam Quýt trong trận đấu này. Đánh máy của game thủ chim sẻ 26/44. Sẻ sẽ phải làm như nào đây? Nếu như tôi là sẻ, tôi đây sẽ rất đau đầu làm nào. Bởi vì chuẩn bị sẽ có turn cùng đợt đầu tiên đẩy ra phía bên ngoài để bắn bo nhỏ của game thủ chim sẻ. Cộng với đó là lạc đà của game thủ Cam Quýt nữa. Tương đối căng. Đây là một trận đấu mà tôi thề với các bạn, nếu rơi vào một tay và một game thủ không giữ dân tốt thì chắc chắn là fit. 28/56, 98 vẫn đang trong khi thế trận rối ren như này, nhưng 98 vẫn đang xin đồ của đồng đội. Bởi vì 98 là người cần Kuma, và tất nhiên là khoảng thời gian đầu tiên thì Kuma rất cần đến gỗ để vừa có thể bỏ nhà vừa có thể có được một lực khỏe. Lạc đà sẽ là công giáp, nhưng cung đầu của Tí sẽ khả năng sẽ đẩy ra ngay sau đây thôi. Bánh máy của game thủ Mạnh Hào. Hào đang chém được bãi quả của game thủ Cam Quýt rồi, nhưng không chỉ chém được bãi quả mà phải ăn được dân nữa cơ. Đây rồi, dân của Quýt đang chạy ở một người khác, khả năng là chạy vào nhà ở đằng đầu nhà của sẻ rồi. 29/48, cố lên anh em ơi. Quay trở lại với chim sẻ, cung G đã bắt đầu được đẩy ra, ưu tiên chém cung G trước. Tham lai là 26 dành cho game thủ chim sẻ, bắt đầu chạy dần. Lạc đà pan trong dần nó cực nhanh. Các bạn có thể thấy một đây là một thế mà sẻ mà không đánh hay thì sẻ sẽ fit luôn. Rất khó chịu. Màu 7 game thủ Tí là người cầm chủ lực duy nhất của thành viên phía đội bạn. Không, màu 6 của Xuân Thư cũng có cục tê bắn ra, nhưng tôi không biết rằng đây là trận đấu Xuân Thư đánh dâng A hay đánh tại nhà khi mà chưa có ai vào phía bên trong. Khả năng là đi dâng A. Bây giờ thì sẻ đã bay rồi. Trong khi đó thì đây là U98. 98 tham lai là 43/96. Khoảng ra đầu tiên em cần phải có nhiều cung A hơn khi mà phía đội bạn đang là nhiều quân. Đây là một trận đấu mà tiếp tục thế chém của chúng ta là yếu hơn so với thế chém của đội bạn. Sẻ trận đấu này giữ được dần và vào nhà của game thủ U98 để có thể hồi lại. 98 cầm cung A Milan khỏe thì sẽ có thể đánh được thế trận đời 4, đánh lâu dài được với đối phương. Đây là máy của game thủ Mạnh Hào, tham lai là 26. Vào chăn nhà của người đi dâng A, đó là người cầm pan. Tí là người đầu cánh và đánh cung R thôi, nhưng chắc chắn là thế nhà của Tí mới đẹp thì người Tí mới có thể đánh như vậy khi Quýt là người chéo về nhà. 22/44, Hưởng cũng là người bắt đầu chạy dần về phần trên góc 12 giờ để hồi lại rồi. Chúng ta đang chuyển về thế thủ. Đội bạn vẫn là một trận đấu mà đội bạn có được sự đối biến hơn ở khoảng thời gian đầu tiên của trận đấu. 21/28. Đây là Hào. Tham lai cũng đang chỉ là 20. Chưa, không làm gì ở 8. Đội bạn là 8 khỏe, 7 khỏe, 6 khỏe, 5 pan của Quýt cũng khỏe. Và như vậy đội bạn là 4 nhà khỏe. Còn chúng ta thì còn U98.
63/104. Vô vàn khó khăn. Xẻ thảm lai là 20. Auto hồi rồi. Bây giờ xem lỗi mà mình có game thủ U98 thôi. Để xem 98 lên 4 vào thời điểm nào và liệu rằng có thể đưa cho các game thủ còn lại khỏe lại được hay không. Góc nhà cũng không phải là quá rộng. Một cái nhà mà nếu như chỉ một mình U98 vẽ ruộng thì thừa, nhưng nếu như mà có thêm đồng đội nữa thì là hơi chật. Đất hơi chật một chút. Tham lai chúng ta đang bị đè khoảng 64. Bắt buộc phải là một tên đánh theo kiểu liều. Bắt buộc phải đánh theo kiểu một kiểu liều, đó là bật 4 thẳng dành cho game thủ U98 để có thể giữ được thế trận thôi. Như vậy là 60 dần tới game thủ 7 cầm Babylon người thủ Tí và dường như Tí là người cũng sẽ kích 4. Sẻ cũng đang có một tuần hồi lại chân lực. Bánh máy của game thủ chim sẻ 25. Em đã vẽ ra cực kỳ nhiều ruộng rồi. Liệu rằng sẽ có thể kịp bật 4 trước khi quá muộn hay không. Như vậy là 7 lên 4 trước so với 98, nhưng 98 cũng sẽ lên 4 ngay sau đây. Tếu cũng là người xong dần. Nhưng cung A Minoan là một loại cung A thủ nhà cũng là tương đối tốt. Chắc là sẽ không có vấn đề gì nếu như đội bạn không công ca. Bắt đầu nâng cấp các công nghệ cần thiết. Đào vàng chặt gỗ các kiểu con đá điều. Sóc cung A đều ra em ơi. Đẩy cung A tham lai lên 2 lít và cố gắng đánh thị trận lên 4 thì chúng ta vẫn còn có thể có hy vọng. Tất nhiên là ở trong trận đấu này thì bản đồ là toàn bộ thuộc về các thành viên của bên phía kia đội bạn. Bên phía của Liên Quân. Lạc đà từ này thì không phải là vấn đề quá lớn khi Kuma chuẩn bị thêm ra lửa. Cái tôi sợ bây giờ là sợ rằng đội bạn công ca cơ. Chắc là cũng không công ca, thì cái thế của đội bạn thì đánh kiểu đẩy tất cả lên 4 hết. Đạp đôi các kiểu nó cũng ngon rồi. Thì phát triển đội bạn hơn mình khá nhiều. Sumerian của game thực tí đã là 42 dân ở thời điểm này. Bạn đánh máy có cái game thủ khác nào. Chim sẻ bao nhiêu rồi? Tham lai mới là 39 thôi. Màn hình máy của game thủ Mạnh Hào tham lai là 10. Đang hồi ở một chỗ rất nguy hiểm dành cho Hào. Chỗ này mà bị phát hiện thì fit. Màn hình máy phát hiện tham lai là 23/36. Trong đã gần hết gỗ rồi. Quay trở lại với U98. Như vậy là có ca to của Tí. Có ca to thì đỡ kiểu chí. Mất quá nhiều cung ma dành cho U98 và tỷ số là 2-1 dành cho các thành viên của phía Liên Quân. Không có một chút cửa nào cho chúng ta khi quýt. Như tôi nói, vị trí kẹp xong đúng là game thủ quan trọng nhất đó, game thủ cam quýt thì quá khoa.